Thưa quý vị và các bạn, mỗi cây cầu đều có một ý nghĩa to lớn ở một vùng quê. Và thực tế thì cầu không chỉ là công trình giao thông thuần túy, phục vụ nhu cầu đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mà còn là biểu tượng của khát vọng chinh phục thiên nhiên bao đời của người dân vùng sông nước Cửu Long. Những năm gần đây, các cây cầu kiên cố được xây dựng dọc theo kênh Thoại Hà như đánh thức những vùng quê ven sông của huyện Thoại Sơn bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Sống bên sông, mơ ước của con người bao giờ cũng là những cây cầu. Tôi thì nông dân ở ấp Bắc Thạnh, xã Thầu Giang. Năm nay cũng 64 tuổi rồi. Mà tới ngày hôm nay được chính quyền địa phương mà có cây cầu được thì niềm vui của bà con nhân dân nói riêng ở Bắc Thạnh rất là vui mừng. Cái mừng thứ nhất là cái giao lưu giữa xã Thầu Giang và thị trấn. Bà con đi tới lui được thuận tiện, không còn đi phà nữa. Như ngày xưa đi phà mùa nước còn nhiều khi bị là trở ngại về lũ lụt rồi bể chìm phà. Nhưng mà cái thứ nhất là các em học sinh cấp 3 được cây cầu này rồi thông thương, rồi cái giao lưu bên là trường Nguyễn Nhân Thoại cấp 3 thì đi qua cầu thì được thuận tiện dễ dàng hơn. Đó là điều thứ nhất mà bà con ở trong đây cũng có con cháu của chú nữa. Đó là niềm vui. Bà con nông dân cũng như tụi chú lớn tuổi đi qua tập thể dục, nó công viên cháu thấy rất đẹp. Chiều của tập thể dục hoặc sáng của tập thể dục, đây là cũng là niềm vinh hạnh giữa Thoại Giang với thị trấn được cây cầu này. Được bắc ngang kênh Thoại Hà, cây cầu mang tên tạm thời là Lý Thường Kiệt, kết nối hai bờ của thị trấn Núi Sập với xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn. Cầu được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2019 theo kiểu một cầu chính và hai nhánh phụ, kết cấu thép mạ kẽm với tổng chiều dài 135 m. Trong đó cầu chính được xây dựng theo dạng cầu treo với chiều dài là 57 m, rộng 4,5 m, hai nhánh phụ theo dạng cầu sắt. Cầu Lý Thường Kiệt là công trình được Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn đầu tư với tổng nguồn vốn là 9,8 tỷ đồng. Đây là cây cầu có quy mô lớn nhất và đẹp nhất của huyện Thoại Sơn từ trước đến nay. Cây cầu được bắc ngang từ ấp Bắc Thạnh qua thị trấn Núi Sập làm cho cái ấp Bắc Thạnh này nó càng thêm sung túc, gần gũi như cái chợ Núi Sập vậy. Do đó cái từ đó cái giá trị của địa phương nó được nâng cao, nền văn hóa cũng được nâng cao luôn. Hiện nay cái cầu này bắc thì nhân dân ở địa phương rất là phấn khởi. Trước mắt là cái cầu bắc là đẹp. Thì mong rằng thì sớm hoàn thành để bà con đi qua lại. Hiện nay bà con đi bằng đò, hiện nay đang đi bằng đò. Thì trước đây bằng đi địa phương nếu đi cầu xong thì đi bằng cái phương tiện bằng cầu rất là thuận lợi dễ dàng cho bà con hiện nay. Chú cũng yêu cầu chính quyền địa phương cũng như đảng ủy, ủy ban huyện Thoại Sơn quan tâm đến bà con nhân dân, đó là niềm vui. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì cầu rồi đường, còn con đường thì chú cũng rất mong là bà con chính quyền địa phương ở huyện Thoại Sơn lo về con đường nữa cho bà con đi thông thoáng hơn và không có bị là trở ngại gì giao thông rồi gây tai nạn. Cây cầu Lý Thường Kiệt hiện đang trong giai đoạn hoàn thành công đoạn cuối, dự kiến trong tháng 7 này sẽ được khánh thành và thông thương, nối hai bờ Thoại Giang với thị trấn Núi Sập. Này thì sau khi hoàn thành là một trong những động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì góp phần kết nối giao thương giữa thị trấn Núi Sập và Thoại Giang, tạo sự lưu thông được thuận tiện, lưu thông hàng hóa, giao thương của bà con. Đồng thời thì công trình này cũng là một trong những công trình trọng điểm, góp phần để chào mừng 40 năm tái lập huyện và thực hiện hoàn thành cái huyện nông thôn mới. Không cần phải đợi đò, cũng như không cần phải đi vòng một đoạn khá xa mới đến với thị trấn Núi Sập, người dân của xã Thoại Giang sẽ chỉ cần bước qua cầu Lý Thường Kiệt. Đây không chỉ là công trình lớn được xây dựng trên địa phận của huyện Thoại Sơn, mà còn là món quà vô cùng ý nghĩa đối với người dân, tạo điều kiện đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa được thuận lợi, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Thoại Sơn ngày càng phát triển bền vững.